Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mồ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đó là lời Chúa. Kính chào ông bà và anh chị em. Kính thưa ông bà và anh chị em, ở đây không biết có ai đã từng dự tuần thánh ở các giáo xứ thuộc các địa phận dòng hay không? Địa phận dòng á, là các địa phận như địa phận Hải Phòng, địa phận Bắc Ninh, địa phận Thái Bình, địa phận Bùi Chu. Thì biết có ai đã từng dự chưa? Theo như chỗ tôi biết á, thì tuần thánh ở các cái xứ đó được tổ chức như là một lễ hội. Thứ năm tuần thánh có dựng nên một cái gọi là cái nhà tiệc ly, và chiều đến đó là người ta rước chiên, một con chiên làm bằng xôi to như một con chiên thật, rước đến nhà tiệc ly. Cha xứ và 12 tông đồ có mặt ở đó ăn lễ vượt qua và rửa chân, rồi tất cả tham dự ngắm đứng, tức là vào ngày thứ năm tuần thánh. Đặc biệt thứ sáu tuần thánh có việc diễn lại cuộc thương khó. Những người trong giáo xứ chia làm hai đoàn, một đoàn là đi với Đức Mẹ đi một vòng khác của cái làng, còn một đoàn là có Chúa Giêsu là đi một đoàn khác. Rồi hai đoàn gặp nhau, hai mẹ con gặp nhau rồi than vãn. Nó bắt đầu từ cảnh Thánh Gioan báo tin Đức Mẹ gặp và theo Chúa Giêsu đến đằng ngắm tượng trưng đồi Can Vê, hợp với lời "Con tôi đi đâu thì mẹ theo đi đấy", một nhân vật tuyển chọn với cung giọng diễn cảm, đọc sách giảng sự thương khó, khi bỗng khi trầm, khi thảm thương não nuột. Từ hậu trường vọng ra các âm thanh được mô tả như tiếng xé áo, tiếng xô ngã trên thập giá, tiếng gân cốt giãn ra, tiếng búa đóng đinh, tiếng reo hò của quân dữ. Tức là họ diễn kịch như là thật vậy, như là Chúa Giêsu đang bị quân dữ mà đánh đòn hay là đóng đinh. Rồi đến việc một số chức sắc mặc áo tang, tức là cả dân đó, mà nhất đặc biệt như ông này đó là mặc áo vải xô, chiếc khăn tang, ngắm 15 sự thương khó. Ở giáo xứ chúng ta khi mà ngắm có mặc khăn, mặc áo tang không? Các ông các bà có thích như vậy không? Thích tổ chức như vậy không? Cứ sau năm ngắm thì lại có dâng hạt, sau đó nhóm tập đòn, tháo đanh và phù giá kiệu táng xác. Họ làm một cái kiệu, trên đó đặt một cái cỗ quan tài, họ gọi là cái xăng. Rồi nhưng mà cái quan tài đó là bằng kính, ở trong đặt tượng Chúa, họ rước cái kiệu đó đi. Tượng xác Chúa được liệm vào xăng, được lộng kính nên ai ai cũng thấy Chúa. Rồi mọi người đều đội khăn tang, thắp nến và rước Chúa tới mộ, vừa đi vừa niệm kinh cầu chịu nạn: "Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá, thương xót chúng tôi." Đến nơi, một tốp thiếu nữ đại diện đến để họ có một cái cung để mà hát, gọi là than mồ.
Sau khi than mồ rồi đó, thì cha chủ sự hôn và sức dầu thơm chân tượng Chúa. Rồi đến lượt các giáo dân, họ đi bằng đầu gối vào kính viếng và hôn chân Chúa. Họ đổ nả và hoa xoan, làm cho cái nơi mà đặt cái quan tài của Chúa đó nó thoảng phất một mùi thơm đặc biệt. Đó là cái cách tổ chức ở những cái giáo xứ thuộc địa phận dòng. Trong các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta, các nghi lễ có phần đơn giản hơn, nhưng không vì thế mà kém phần trang nghiêm và sốt sắng. Chúng ta vẫn có ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu với lần hạt năm dấu thánh và ngắm rằng. Chứ không biết cái chúng ở đây cái chúng ta có dâng hạt không à? Có tháo đinh mà tán xác không? Không có à? Có. Các nghi thức đạo đức ấy chúng ta để ý là không có ở trong phụng vụ chính thức của giáo hội. Thời trước, trong tuần thánh, các cộng đoàn giáo sĩ và tu sĩ thì có một giờ kinh dài đọc lúc đêm, gọi là tenebre. Các vị đọc tổng cộng là 12 thánh vịnh và 3 bài đọc. Cứ sau một thánh vịnh thì tắt một ngọn nến, sau một bài đọc thì tắt một ngọn nến, tổng cộng là 15 ngọn nến. Và vì thế hiện nay khi mà chúng ta ngắm đứng, chúng ta có một cái giá đèn cũng có 15 cái ngọn nến. Thì dựa đó là vì cái vị mà soạn ra cái bài mà ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu đó, thì dựa trên hình thức của giờ kinh đêm ấy, và cái vị ấy tên là cha Alexander the Rod, tức là cái người đã hoàn thiện chất chữ cũ ngữ của chúng ta. Ngài soạn ra cái bài ngắm 15 sự đó để giáo dân cũng có dịp mở lễ giúp nhau suy niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Nếu người tín hữu tham dự được đánh động đến nỗi bật khóc vì thương Chúa thì các bài ngắm kể như là đạt được mục đích. Khi chúng ta tham dự ngắm đó, chúng ta thấy người nào ngắm sốt sắng, cái giọng cảm động, chúng ta cũng thấy muốn chảy nước mắt, thì đó là cái mục đích là chúng ta nghe ngắm để chúng ta thương Chúa. Mục đích thì nó siêu nhiên như thế, nhưng dần dần xuất hiện những hiện tượng gọi là nhiễm cái tinh thần thế tục. Chúng ta lấy ví dụ như là việc ngắm nhân tài. Các ông các bà đây có nghe cái việc mà ngắm nhân tài bao giờ chưa? Thì ngắm nhân tài nó là cái gì? Tức là ngắm thi để xem ai hay là họ nào có người ngắm hay nhất. Tức là thi ở giữa họ với nhau, rồi thi giáo xứ họ này với họ kia. Cái người đứng nhất xứ họ này ngắm với lại người đứng nhất, đứng nhì họ khác. Tức là ngắm thi, ngắm nhân tài. Trong khi ngắm thì có vị giám khảo cầm cái trống trầu. Thường á, không biết ở đây ngắm làm sao, ở những lúc như vậy á, là cái người ngắm đi từ cuối nhà thờ lên, có hai chú giúp lễ ốp, tức là như là thiên thần á, rồi lên thì gõ nhịp trống. Rồi nhưng mà nếu mà ngắm sai một chữ á, thì thay vì đánh cái trống thì họ đánh vào cái tang, cái tắc một cái. Thì có nhiều nơi á, hễ mà họ ngắm sai như vậy á, đánh tắc một cái á, tức là hai chú nó đi về, nó đi bỏ nó mà về trước. Cái ông kia phải lủi thủi đi về một mình sau. Có nhiều ông tức quá ngắm nửa chừng bỏ về luôn, không ngắm nữa. Gọi là chắc thì chắc, tao không cần. Viên chức, tức là cái vị mà cầm cái trống đó là cái vị giám khảo. Viên chức ngân nga hay thì giám khảo điểm trống khen thưởng. Nếu ngắm sai, phạm các lỗi như là không cúi đầu, không bái gối khi đọc tới danh thánh Chúa Giêsu, giám khảo gõ ra tang trống. Nguyên tắc này giống nguyên tắc cầm chầu trong các phiên chầu hát tại các đình làng ngày xưa. Các giáo xứ tổ chức ngắm nhân tài, cái mục đích của nó đầu tiên đó thì cũng là mục đích tốt, là để khuyến khích những người được phân công ngắm phải chuẩn bị tập tành kỹ lưỡng, không những tránh là không đọc sai mà còn biết ngân nga luyến lấy sao cho truyền cảm. Có giáo xứ lại tổ chức ngắm nhân tài cho những người ở độ tuổi 40 trở xuống. Cái điều này là diễn ra ngay ở trong tổng giáo phận chúng ta nè. Thế là có xứ đã tổ chức như vậy rồi.
và cha xứ với một cái mục đích hết sức là tốt lành. Bởi vì Ngài thấy rằng là người trẻ đó, những người 40 tuổi trở xuống đó, ít người biết ngắm lắm. Những người ngắm mà toàn những người trên 40 tuổi không mà. Thế thì Ngài mới tổ chức là trong giáo xứ là từng họ một thi với nhau, những người từ 40 tuổi trở xuống, xem ai ngắm hay nhất, rồi đại diện cho từng họ thi ở trên cấp giáo xứ. Và cái kết quả rất là thành công, là cả làng, cả xứ trong cái những ngày mùa chay đó, là ngân nga chỗ nào cũng có người ngắm. Nhưng mà chúng ta có để ý là từ đó phát sinh những việc như người ngắm chỉ muốn khoe tài, khoe giọng. Ở một số nơi có người đi lễ thì không bao giờ đi, nhưng đến mùa chay thì rất siêng năng đi ngắm. Vì sao? Vì được phân công một thứ ngắm, mà cái ông đó, ông chỉ thuộc có một thứ đó thôi. Và ông đi nhà thờ là chỉ đến cái thứ của ông lên ông ngắm, ngắm xong đi về. Lễ không đi, giờ ngắm tiếp không ngắm. Thế thì như vậy là cái việc ngắm nó bị sai mục đích rồi. Thế ông đi ngắm thì giống như là ca sĩ đi hát, hát xong một bài của mình ở một buổi văn nghệ, hát xong là về. Như vậy là không còn ý nghĩa thiêng liêng gì cả. Không phải là ngắm để mà cảm thương Chúa, chịu những sự thương khó vì chúng ta. Không riêng gì việc ngắm nguyện, mà những việc khác như là rửa chân, tháo đanh, táng xác cũng có thể nhiễm tinh thần khoe khoang theo lối thế gian. Hiện nay thì các em nó, các cháu thiếu nhi á, nó không đói như ngày xưa nữa, nó không cần. Nhưng mà lúc trước á, thì tôi nhớ là hôn chân Chúa là có bỏng, và con trẻ em nó hay lên nó bốc cả vào cái áo của nó, nó banh áo ra nó bốc cho nhiều. Thì không, ở đây còn không, các con có bốc ạt không? Thế thì nó đi, nó không phải nó đi hôn chân, nó đi để nó ăn bỏng. Cũng không riêng gì trong mùa chay, mà trong mùa Giáng sinh và trong cả đời sống đạo thường ngày, tinh thần thế tục cũng len lỏi vào các việc đạo đức, khiến cho những việc ấy bị biến chất, không còn ý nghĩa thiêng liêng nữa, và không còn cái công đức gì cả. Ví dụ trong dịp lễ Giáng sinh, để giúp chúng ta sống mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, thì giáo xứ tổ chức trăng đèn, làm hang đá, hát thánh ca. Thì có 2 năm tôi đã về giáo xứ Hoàng Nguyên vào cái dịp Giáng sinh, thì thấy trăng đèn rất là, các ngõ chỗ nào cũng có trăng đèn, và lại có văn nghệ nữa. Văn nghệ là các bà lớn tuổi vẫn lên sân khấu, vẫn trình diễn như thường. Nhưng nhiều khi chúng ta quá chú trọng đến hình thức việc làm sao cho rực rỡ hoành tráng, mà không quan tâm đủ đến hiệu quả đạo đức. Tức là hỏi xem các hình thức ấy đã đưa được bao nhiêu người đến gặp Chúa và đến gần Chúa hơn. Nếu trong mùa chay chúng ta tham gia đầy đủ các việc ngắm nguyện, mà sau khi ra mùa chúng ta vẫn là con người cũ, vẫn hận thù, ghen ghét, vẫn tham lam, dối trá, vẫn đổ vạ cáo gian, thì nếu khi nghe ngắm có lúc chúng ta động lòng cảm thương Chúa, chịu khổ hình đến độ chảy nước mắt, nhưng lại chưa biết chia cơm sẻ áo với người túng thiếu, thì mùa chay phải nói là chúng ta thất bại. Chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc, nhưng mà tụ trung lại là kết quả là không bằng không, chúng ta thất bại. Trong mùa chay và trong tuần thánh, chúng ta để ý một điều là chúng ta không chỉ tưởng niệm việc Chúa chịu chết, mà còn tuyên xưng việc Chúa sống lại. Giống như trong thánh lễ đó, trong thánh lễ khi thầy cả truyền phép xong á, thì nói rằng là đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta là chúng con tuyên xưng Chúa chết đi và tuyên xưng Chúa lại sống lại, và cho đến khi Chúa lại đến, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. Thế thì trong mùa chay chúng ta cũng vậy, trong mùa chay chúng ta sống lại, chúng ta tưởng niệm lại việc Chúa chịu chết, nhưng mà với cái niềm mong đợi là đợi ngày phục sinh, đợi Chủ nhật phục sinh. Chúng ta đi theo Chúa không phải để đi tìm sự chết, mà đi tìm sự sống.
ở trong nhà thờ, cái nơi cao trọng nhất là chúng ta để thánh giá. Ở trong nhà chúng ta cũng là đặt thánh giá. Và cái dấu hiệu chứng tỏ chúng ta là người có đạo là chúng ta làm dấu thánh giá. Và chúng ta lại còn mang ảnh thánh giá ở trên ngực nữa. Thế là thánh giá đối với chúng ta là một biểu tượng là hết sức quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu kỹ, và cái điều này cũng có rất là nhiều người bên lương họ thắc mắc, nói tại sao người Công giáo lại đi thờ một cái ông chết đau khổ mà tủi nhục như thế, trên mình không có mặt mảnh vải che thân, đau đớn như vậy, thế thì người Công giáo lại muốn khổ hay sao? Thì chúng ta nói rằng là chúng tôi không muốn khổ, chúng tôi muốn được sống. Nhưng mà muốn được sống như Chúa đó thì chúng ta phải chịu chết với Ngài. Chịu chết đó là cái điều chúng ta chấp nhận như là một điều kiện, chứ không phải là cái đó là cái mục đích của chúng ta. Chủ nhật thứ năm mùa chay vừa qua, chúng ta được nghe đoạn tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu cho ông Lazaro sống lại. Ông Lazaro chết chôn trong mộ đã 4 ngày, nhưng ngay sau khi Chúa Giêsu cất tiếng gọi Lazaro hãy ra khỏi mộ, thì ông ta ra khỏi mộ, chân tay còn quấn vải, mặt còn phủ khăn. Khi cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu chứng thực cho người Do Thái rằng Ngài có quyền năng trên sự sống và sự chết. Ngài có thể nói và chúng ta có thể tin mà không sợ sai lầm rằng Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Tuy nhiên, chúng ta đi theo Chúa để mong sống không phải chỉ như là Lazaro sống lại đâu. Bởi vì sao? Bởi vì Lazaro có sống lại thì rồi cũng phải chết. Chúng ta còn mong hơn thế nữa. Chúng ta mong được sống đời đời, chúng ta được sống mãi mãi, sống hạnh phúc bên Chúa. Lazaro sống lại rồi sẽ phải chết đi, thì người ta gọi đó là hồi sinh. Còn chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng phục sinh. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài không sống để tiếp tục cái cuộc sống cũ, nhưng để sống cuộc đời sống mới trong vinh quang Đức Chúa Cha. Thế thì cái điều này chúng ta thấy rõ khi Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các tông đồ ở trong phòng tiệc ly. Lúc đó phòng tiệc ly cửa đóng kín vì sợ người Do Thái. Chứ mà Chúa Giêsu đã đến giữa các ông mà không cần phải ai mở cửa. Thân xác của Ngài không bị hạn chế. Ngài vì thế là cái chúng ta gọi là Ngài sống lại ở trong vinh quang Đức Chúa Cha. Sống mãi trong thân xác này thật ra có thể là một nỗi thống khổ lớn lao. Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện kể về nữ thần Aurora, tức là nữ thần bình minh. Nàng yêu một người phàm tên là Titonus, hoàng tử thành Thoa. Và vì muốn được ở bên người yêu mãi mãi, nữ thần Aurora mới xin với thần Jupiter là chủ tể các thần cho người yêu của mình được sống mãi mãi. Thế thì thần Jupiter nhận lời. Bây giờ nữ thần Aurora muốn cho người yêu của mình được sống mãi thì được rồi, để cho ông sẽ cho anh ta được sống mãi. Nhưng mà nữ thần Aurora quên xin một điều, xin cho người yêu của mình sống mãi nhưng mà quên không xin cho người yêu mình được kẻ mãi, nên khiến ra là cái người yêu của bà ấy thì mỗi một năm lại cứ già đi, cuối cùng trở nên một người già vĩnh viễn, già mà không chết được, già lụm cụm nhăn nheo mà vẫn không chết được, mỗi năm mỗi cứ già mỗi lụm cụm thêm. Thế thì bây giờ các bà có muốn cho chồng mình sống mãi không? Sống mãi theo kiểu đó thì không ai muốn cả. Đương sự cũng không muốn mà người khác cũng không muốn. Lúc ấy muốn chết mà không chết được, nữ thần Aurora mới biến anh ta thành con ve sầu. Tại sao lại biến thành con ve sầu? Con ve sầu là mùa hè nó kêu ve ve, than tiếc, tức sức mùa hè. Tức là muốn chết mà không chết được. Rồi muốn chết thì nó lại lột xác, nó lại sống nữa, sống tiếp. Vì phục sinh là sống một đời sống mới, chứ không phải tiếp tục cái cuộc sống hiện tại.
Nên muốn được phục sinh với Chúa Giêsu, chúng ta phải cùng chết với Ngài, tức là phải trải qua một cuộc đổi mới toàn diện. Thánh Phaolô gọi đó là cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới. Trong khi lần hạt năm sự thương, thì khi chúng ta ngắm đến Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, chúng ta xin được cái gì? Chúng ta xin đóng đinh tiếng xác thịt của chúng ta vào thánh giá với Chúa. Đó là cái điều kiện, đó là cái điều mà Chúa Giêsu đã chịu chết. Và chúng ta muốn được cùng sống với Chúa, chúng ta cũng phải đóng đinh tiếng xác thịt của chúng ta vào thánh giá với Chúa. Và cái hành trình mà đóng đinh tiếng xác thịt đó, thì chúng ta chia làm ba đoạn, gồm có ba chặng chính. Khi mà chúng ta vào tòa xưng tội chút nữa đây á, thì chúng ta cũng phải làm ba việc chính. Trước hết là chúng ta phải ăn năn, sau đó chúng ta xưng tội, rồi chúng ta dốc lòng chừa và chúng ta đền tội. Cái việc đầu tiên á, là ăn năn. Ăn năn hay sám hối là nhìn nhận mình đã làm điều sai trái, đã xúc phạm đến Chúa. Khi cởi bỏ con người cũ mặc lấy con người mới, chúng ta phải bắt đầu bằng việc nhận ra là cách sống cũ của chúng ta là sai trái, cách sống cũ của chúng ta là làm điều dữ trước mặt Chúa và dẫn mình đến chỗ chết. Các ông các bà dạy con, nhất là mấy đứa nó còn nhỏ đó, thì trước khi mà bắt nó nằm xuống, mẹ đánh năm roi, thì chúng ta thường hỏi, tôi bé thì tôi nhớ như vậy, không biết bây giờ các bà các cô làm như vậy không, con có biết vì sao con bị đạo đòn không? Dạ thưa biết. Con phạm tội gì? Phải khai ra. Con ăn vụng. Được rồi. Mấy roi? Ba roi. Đánh có khóc không? Dạ không dám khóc. Được rồi, đánh ba roi. Thế thì bắt đầu á, là phải bằng việc nhận tội. Nếu mình không nhận tội, đánh cũng bằng thừa. Làm sao phải có việc nhận tội hắn? Nhận tội là cái điều hết sức là quan trọng. Cái đó gọi là ăn năn á. Sám hối là hay là hoán cải, có nghĩa là một sự thay đổi tâm trí, quay đầu và hướng về một hướng mới, chuẩn bị cho cuộc sống trong nước trời. Việc sám hối thường bắt đầu bằng việc đau buồn và hối hận. Chúng ta đau buồn vì nhận ra mình đã làm sai, chúng ta hối hận vì đã trót lầm lỡ. Đấy gọi là ăn năn tội. Có ăn năn tội chúng ta mới hối cải được, vì không dễ dàng thay đổi hướng đi của đời mình trừ khi chúng ta không hài lòng với cuộc sống như hiện tại và hy vọng một cái cuộc sống khác nó tốt hơn. Chúng ta ai cũng có cái kinh nghiệm về việc chừa bỏ một tính hư nết xấu. Nếu đó là những loại đam mê người ta gọi là tứ đổ tường, thì phải nói là cực kỳ gian khổ nếu phải bỏ. Thế tứ đổ tường là cái gì? Tứ đổ tường là bốn cái thói hư của các ông. Không biết là các bà có cái thói hư đó không, giờ xin kể. Đó là rượu chè, cờ bạc, trai gái và hút sách. Tứ đổ tường theo nghĩa chữ Hán đó, là bốn bức tường vây kín lại. Nếu mà ai mà có một trong bốn cái điều đó, là như là bị vây kín ở trong bốn bức tường, không có lối thoát. Đó là cái nghĩa của chữ Nho. Còn cái chữ Việt chúng ta thường hiểu là tứ đổ tường là bốn thứ làm cho sập đổ cái tường nhà của mình. Hễ ai mà rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách á, thì nhà cửa nó sẽ sụp đổ. Mất vợ, mất con, gia đình tan hoang, không có cách nào cứu vãn được. Và sau đây tôi xin kể cái kinh nghiệm của một người muốn cai ma túy. Ma túy tức là hút sách đó. Chuyện xảy ra ở cơ sở cai nghiện Hòa Bình. Qua những điều mắt thấy tai nghe, đại tá Lê Va, giám đốc cơ sở này phải thốt lên: có trăm thứ ma quỷ trên đời này, nhưng ma túy là con ma thật nhất và đáng sợ nhất. Theo lời đại tá Lê Va, chuyện gì cũng có thể xảy ra được nếu nó xuất phát từ ma túy và từ những người nghiện. Nhưng chuyện này rất lạ. Có một anh chàng tên là Triệu Văn Ba đã 22 năm nghiện oặt vẹo, tàn phá đời mình đủ kiểu, mưu đồ moi tiền hút hít hết 3 triệu đồng một ngày của gia đình và xã hội. Thế mà anh ta đã dũng cảm đối mặt với tử thần để cai nghiện thành công. Nhưng mà khi chúng ta nghe được cái kinh nghiệm của anh đã phải làm thế nào để mà cai được đó,
thì chúng ta rùng mình khiếp sợ. Quê anh ta gốc ở Duy Tiên, Hà Nam. Anh ba theo ông cậu ruột lên thị tứ Co Lương làm thuê từ năm 19 tuổi, làm nghề bốc vác thuê ở bến sông Mã. Anh bị sốt rét, lại bị đám chủ tàn độc muốn khống chế nên cho anh xúi anh chơi thuốc phiện để tăng sức lao động. Nhưng mà anh nói là không có tiền thì nó cho mới đầu rồi nó cho hút thuốc không. Và sau khi đã nghiện rồi là phải lệ thuộc chúng nó, thành nô lệ của chúng nó. Anh nói lúc đầu thứ ma mị này giúp người ta đề kháng, để khỏi vài cái bệnh vặt, bớt cơn đau xác thịt, đã hút vào thì khỏe lắm, làm việc ốm nhẹ nhẹ là không ăn thua gì cả, cứ làm việc tiếp, làm việc ngày này tháng khác. Nhưng mà khi bập sâu hơn vào thuốc phiện và heroin, thuốc phiện là cái thuốc đen, heroin là thuốc trắng, sau này có thuốc lắc là thuốc hồng. Mỗi ngày một cữ, rồi mỗi ngày hai cữ, mỗi cữ là một chỉ, rồi cả cây. Trước khi đi cai, cứ cho hút đủ liều lượng, một ngày anh ba đốt hơn 3 triệu đồng tiền ma túy. Thế thì 3 triệu đồng một ngày thì ai mà chịu cho nổi, tiền đến đâu mà chịu cho siết. Đến lúc anh ta muốn cai nghiện thì bắt đầu là thấy khó rồi. Và đã nghe biết rằng là có nhiều trung tâm cai nghiện, đưa vào đó thì chỉ có chết thôi. Bởi vì họ không có thực sự họ muốn cho mình cai nghiện. Họ tập trung người cai nghiện ở đó, rồi họ bán thuốc cho người cai nghiện, rồi tiếp tục nghiện nữa. Nhưng mà khi đến lúc nghe giới thiệu có cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện ở Hòa Bình, Triệu Văn Ba vác dao chém vào cột nhà, ném dao xuống sông Mã, thề nếu không bỏ được ma túy thì không trở về với vợ con. Cái điều khiến anh ta quyết tâm mà bỏ ma túy đó, đó là vì anh ta thương vợ con. Và anh ta nói cai nghiện, nhất là ở những người có tiền sử ma túy tới 20 năm như anh ba, vẫn được xem là như một cái gì đó khó, như là bắc thang lên hỏi ông trời. Người khác cắt cơn chỉ trong 5-6 ngày, tức là lúc mà mới cai đó thì nó dằn vặt dữ lắm, gọi là cái cơn mà cắt cơn như vậy là nó dằn vặt trong 5-6 ngày. Riêng anh ba phải mất 17 ngày vật vã, chết đi sống lại. Như anh nói, đó là những ngày chưa từng có trong cuộc đời 40 năm qua của anh ba. Tôi không ăn được gì, đứng không được, mà ngồi nằm cũng không được, cứ như người bị phát điên. Đi vài bước lại nằm vật ra, rồi lại phải đứng dậy liêu xiêu. Người lạnh như ướp đá, nhưng mồ hôi lại chảy ròng ròng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mọi thứ nhớ nhớ quên quên bất chợt, khóc ầm ĩ rồi lại cười đập phá, giống như người điên, lên cơn điên thật. Không ai xiềng xích mình, nhưng luôn có cảm giác bị tra tấn bởi xích sắt mà roi vọt. Thế chúng ta thấy rằng là cai được ma túy nó khổ biết là chừng nào. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là không chỉ có ma túy mới nghiện, mà rượu cũng nghiện, cờ bạc cũng nghiện. Các em thiếu nhi để ý nè, chơi game cũng nghiện. Trong các con có bạn nào nghiện chơi game không? Các bà cũng có cái nghiện. Các bà nghiện Facebook, các bà nghiện TikTok, các bà nghiện YouTube. Bây giờ rất là nhiều người nghiện điện thoại di động, đi đâu cũng phải có điện thoại di động. Tôi đã dâng lễ ở một cái nhà thờ xứ bên cạnh chủng viện Cổ Nhuế, đó là xứ Cổ Nhuế đó. Thì tôi rất thấy rất là nhiều lần là cha làm lễ đây, có cái hành lang, thì cái người ngồi ngoài hành lang á, nghe cha giảng là họ rút điện thoại ra, rồi họ nhắn tin, rồi họ xem cái gì đó, là họ cúi đầu vào điện thoại. Đi lễ mà còn mang theo điện thoại, mà mở điện thoại ra xem nữa, tức là nó nghiện rồi, bỏ không được. Nếu mà tôi ngồi tòa ở đây á, chút nữa đó, thì tôi nói rằng là việc đền tội, con không xem Facebook 3 ngày. Thế cực hơn là đọc mấy kinh kính mừng.
Để khỏi bị cuốn vào những thói nghiện ngập, chúng ta phải học từ chối những thứ vui ngay ở giai đoạn còn kềm chế được. Tức là đã nghiện vào rồi đó thì khó bỏ lắm. Bây giờ chúng ta phải tập trước là chúng ta phải bỏ trước, trước khi nó trở thành nghiện. Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giêsu tập trung vào việc kêu gọi người ta sám hối. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Một cuộc sống mới hạnh phúc hơn đã mở ra cho tội nhân vì nước trời đã đến. Chính vì muốn được vào nước trời, muốn được trở thành cái người của nước trời, nên bây giờ người ta sám hối. Và vì thế chúng ta cũng để ý rằng là bởi vì chúng ta muốn được sống lại với Chúa, nên bây giờ chúng ta chấp nhận chết với Chúa. Chúng ta muốn được vinh quang với Chúa thì bây giờ chúng ta chấp nhận hy sinh, chúng ta chấp nhận hạ mình, chúng ta chấp nhận vác thánh giá theo chân Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nước trời đã đến gần. Không những là đến gần mà thôi, nhưng mà nước trời còn mở ra để đón nhận tất cả những ai sám hối. Thiên Chúa không loại trừ một ai cả. Chúng ta chỉ cần ăn năn, từ bỏ những thần tượng đang lấn át cuộc sống của chúng ta để mà Chúa trị vì. Trong mùa chay, chúng ta sám hối tội lỗi mình và quay về với Chúa như đứa con hoang đàng quay về với cha. Như đứa con hoang đàng, chúng ta từ bỏ các tệ nạn là cờ bạc, rượu chè, trai gái hút sách cùng các đam mê sai trái khác và chúng ta quay trở về với Chúa. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng trước khi chúng ta bỏ đàng tội lỗi mà trở về với Chúa thì chính Chúa đã đi tìm chúng ta. Không phải chúng ta đi tìm Chúa. Chúng ta có nghĩ rằng là chúng ta đến nhà thờ, chúng ta xưng tội là chúng ta đi tìm Chúa. Không phải đâu. Chúa đã tìm chúng ta trước. Chúa đã đánh động lòng chúng ta. Chúa đã thúc giục chúng ta. Chúa đã mở cửa nhà thờ để đón chúng ta. Chúa dùng dụ ngôn con chiên bị mất, đồng bạc bị mất, đứa con bị mất để nói cho chúng ta biết Chúa giống như người chủ chiên, sẵn sàng để cả 99 con để đi tìm cái con chiên bị lạc. Chúa giống như cái người phụ nữ đã thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được đồng bạc bị mất. Chúng ta ngay cả khi còn là kẻ tội lỗi đã được Chúa thương yêu và chúng ta có một giá trị lớn lao trước mặt Chúa. Chúng ta ăn năn đền tội không phải là để mong được Chúa tha thứ. Chúng ta ăn năn đền tội vì đã được Chúa tha thứ rồi. Chúng ta để ý là không phải cái con chiên nó đi tìm người chủ chiên, không phải cái đồng bạc nó đi tìm cái người phụ nữ, mà chính là cái bà đó bà đi tìm cái đồng bạc, chính là cái người chủ chăn là đi tìm cái con chiên, tức là chính Chúa đi tìm chúng ta. Còn chúng ta xét đến cái dụ ngôn của đứa con hoang đàng thì đứa con hoang đàng nó trở về với cha nó, nhưng mà chúng ta để ý là trước khi nó nói lời xin lỗi, cha nó đã tha cho nó rồi. Cha nó đã sẵn sàng tha cho nó trước khi mà nó gọi, chúng ta gọi là xưng tội, nó thú nhận tội lỗi. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình phải ăn năn chừa cải và đền tội đầy đủ rồi mới được Chúa thương và Chúa tha tội. Không phải đâu. Nhiều người ngại hay sợ đi xưng tội vì thấy mình quá nặng, thấy mình quá yếu đuối, không biết có chừa cải được không. Và có nhiều lần ở trong tòa giải tội chúng cũng được nghe là có người bỏ xưng tội rất là lâu, lâu năm. Hỏi tại sao vậy? Thì không phải là vì lười biếng, không phải vì một ngăn trở nào cả, nhưng mà bởi vì là xưng tội rồi thì con sợ rằng là con vẫn phạm tội lại thì con không dám đi xưng tội. Mà nghĩ như vậy là sai. Chúa không đòi chúng ta phải bỏ được ngay. Chúa chỉ đòi chúng ta là dốc lòng chừa. Chúng ta dốc lòng chừa và đến khi mà chừa được thật đó thì nó còn dài lắm. Nó như là cai nghiện, không phải là một sáng một chiều mà được ngay đâu. Từ từ, mỗi một ngày một tí, mỗi một ngày một tí. Chẳng hạn như cái tội mà các bà thường hay phạm nhất đó là tội nói hành, nói tỏi. Thế thì không phải là một ngày hai mà bỏ được. Các bà còn gọi cái đó là tám phải không? Hay là buôn dưa lê? Có cái chữ gì nữa không? Thế thì
Cái tội đó là dễ lắm. Nhưng mà làm sao mà dễ phạm nhưng mà khó bỏ. Không phải là một xưng tội mà bỏ được ngay đâu. Rồi các ông, chẳng hạn như các ông có cái tật là nghiện rượu. Thế thì biết rằng là nghiện rượu là sai, nghiện rượu là có tội, say sưa chè chén là có tội. Nhưng mà không phải ngày một, ngày hai xưng tội mà được hết, được ngay được đâu đâu. Cũng phải cái quá trình là mình đi xưng tội để được ơn Chúa, để mình chừa bỏ được một ít, rồi lần sau mình lại chừa bỏ một ít nữa, mình tiến bộ từng bước, từng bước, từng bước. Điều đầu tiên trong mùa chay là đổi mới cách chúng ta nghĩ về Thiên Chúa. Chúng ta cần biết rõ chúng ta tin vào ai. Chúng ta không tin vào một Thiên Chúa hà khắc, trừng phạt không nương tay những ai lỗi lầm, phạm tội. Ngài cũng không đòi chúng ta phải bỏ được ngay cái tội của chúng ta. Chúng ta tin vào một Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngài đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Con một của Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Thế là Ngài muốn cho chúng ta được sống, Ngài muốn tha tội cho chúng ta. Chúng ta cũng không tin vào một Thiên Chúa đòi người ta phải cúng tế mới ra tay phù hộ. Đây cũng là một cái điều chúng ta hay nghĩ lầm, là chúng ta muốn xin ơn gì đó, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải có cái gì cúng. Cái người bên lương thì họ cúng heo, cúng trái cây, rồi cúng nhiều thứ. Còn chúng ta thì chúng ta đến dâng một ít tiền, chúng ta tưởng rằng là tiền của chúng ta đưa đó, cúng vào nhà thờ đó, hay là cúng vào tượng ông Thánh Giuse, là tượng Đức Mẹ đó, đó là chúng ta xin ơn. Đó là cái quan niệm sai lầm. Chúng ta không có thể lấy tiền mà mua ơn của Chúa được. Người bên lương thì có thể nghĩ rằng lấy tiền mà cầu cho thần thánh phù hộ cho mình, nhưng chúng ta không thể nghĩ được như vậy. Tác giả Thánh Vịnh 51 khẳng định: Chúa chẳng ư thích gì tế phẩm, con có thượng tiến, lễ toàn thiêu Ngài cũng không chấp nhận. Lễ lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê. Tức là chúng ta chỉ cần đến với Chúa mà tâm hồn chúng ta tan nát vì chúng ta đau buồn tội lỗi của chúng ta thì Chúa đã nhận lời rồi. Chúng ta không cần phải dâng một cái lễ vật gì cả. Và chúng ta để ý là cái lễ vật của chúng ta, nếu chúng ta muốn dâng mà được Chúa chấp nhận đó, thì nó phải đi với lại cái lòng thành, đi với lòng nhân và công lý. Chúng ta không thể làm vui lòng Thiên Chúa chúng ta thờ bằng những cái lễ vật bên ngoài, bằng cái số tiền chúng ta dâng cúng. Bởi vì Ngài là một vị thần muốn lòng nhân và công lý hơn là lễ hội thanh la inh ỏi, chúng trẻ vang rền. Ngôn sứ Isaiah đã thay mặt Thiên Chúa nói với dân Ngài: Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Như vậy, trong mùa chay, khi hoán cải để trở về với Chúa, chúng ta cần canh tân đức tin để nhận ra rằng không phải mở lễ cho long trọng là đương nhiên làm đẹp lòng Chúa. Không chỉ là đi tham dự các buổi ngắm là chúng ta đã chu toàn được cái bổn phận. Chúng ta phải đổi mới cuộc đời của chúng ta. Chỉ có một tấm lòng tan nát vì hối tiếc tội lỗi và một cuộc đời thật sự hướng về Chúa thì lúc đó Chúa mới thương nhận lời. Thế thì ở trong mùa chay này, chúng ta đã biến đổi được một cái tí gì? Chúng ta đã cai nghiện được một cái gì? Chúng ta đã, đặc biệt là khi chúng ta nhịn bớt ăn chay, thì chúng ta có nhịn bớt những cái hãm mình, những cái việc khác không? Chúng ta hãm mình trong cái việc ăn uống, chúng ta phải hãm mình trong những việc khác nữa. Chúng ta phải hãm mình trong cái việc nói năng, chúng ta ít nói xấu, chúng ta nói tốt cho người khác, chúng ta ít bỏ vạ cáo gian, chúng ta ít nói dối. Rồi chúng ta làm những cái việc thiện được bao nhiêu? Đó là nói chay mà làm chay. Chúng ta kềm hãm lại những cái việc làm nó có gây ra cái thiệt hại đối với người khác. Đó là cái việc mà hoán cải nó đi một cái toàn thể. Nó không phải là một cái việc nhịn ăn mà thôi, nó phải đi với những cái việc hãm mình khác nữa.
Và có như thế thì chúng ta mới thật sự là trở về với Chúa và được Chúa nhậm lời.